Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trải qua 100 giờ biến đổi thành quái vật nhện trong Zoonomaly. Chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại hóa thành cái hình dạng kinh tởm đó? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Đứng lại lũ nhện kia. Hôm nay chúng mày sẽ là thức ăn cho loài sói của bọn tao. Chết tiệt, lũ lang sói ăn thịt này. Mau tránh ra. Bọn ta chỉ di chuyển về phía nam ấm áp để tránh rét mà thôi. Không có ý đi ngang lãnh địa của các ngươi đâu. Các anh em ơi, đừng nói nhiều với cái lũ sói này nữa. Giết bọn chúng rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Mẹ kiếp lũ nhện này. Mau phòng ngự, chống trả lại bọn chúng. Chết tiệt, lũ nhện này có kinh độc. Tôi thấy mẹ rồi, nó chích vào cái phao câu của tao. Tao bị trúng độc rồi. Hay lắm anh em, mau tiến lên, giết hết tụi sói này. Thành công rồi, loài của chúng ta chiến thắng rồi. Có anh em nào bị thương không? Không ai rồi, nhện cả rồi. Em bị bọn chúng cắn lục bụng rồi. Nhanh đúng, chết tiệt thật. Mau rời khỏi đây đi, về phía nam ấm áp đi. Đừng ở lại đây lâu, đồng bọn của loài sói sẽ tìm tới đây đó. Nếu em bình phục, em sẽ về phía nam tìm mọi người sau. Chết tiệt thật, được rồi mọi người. Cứ động được rồi. Vết thương của mình đã lành rồi hay sao? Hay quá. Hướng nào đây? Hướng nào về phía nam đây? Tuyết dày quá, mình không biết đi hướng nào cả. Hả? Gì ở đằng kia vậy? Này, người bị gì vậy? Hả? Hình như thứ này đã chết, nhưng trông kỳ quái quá. Còn cái vật thể lơ lửng trên không này là gì? Hả? Chết tiệt, như thế này, sao nó biến đổi hình dạng của mình trong cơm kiến thế kia? Không, làm cách nào để quay trở lại đây? Làm cách nào đây? Thấy rồi, nhìn thấy cậu ấy rồi, ở dưới kia kìa. Mày kiếp là con quái vật nhện này để giết chết quái vật gấu Zoonomaly của chúng ta. Các người lại là ai nữa đây? Không, tôi không có liên quan. Tôi không có giết chết thứ sau lưng của mình. Hả? Sự thật trước mắt thế kia mà ngươi còn chối được nữa à? Ngươi đã giết chết đồng đội của bọn ta thì ngươi phải trả lại mạng cho cậu ấy. Cái lũ quái gì thì nở nhìn cũng muốn ói này. À đồ, ta không quen biết các ngươi, càng không quen biết tên sau lưng của ta, thì mong mới gì ta giết hắn chứ. Chết tiệt, bọn ta sẽ không nói nhiều với ngươi nữa. Bọn ta sẽ bắt ngươi về để cho thủ lĩnh sở thú Zoonomaly bọn ta trừng trị ngươi. Không, mau tránh xa ta ra, mau tránh xa ta ra. Ta không phải là tội phạm, ta không có giết đồng loại của các ngươi. Ta chỉ vô tình đi ngang đây rồi bị thứ vật thể bay kia biến đổi thành dị hợm như thế này thôi. Cầm mồm đi. Mọi lời giải thích của ngươi không có thể nào rửa được tội cho ngươi đâu. Lũ đáng ghét này, các ngươi không phân rõ chân đen, mày đừng có trách ta. Thứ này có kịch đâu? Không, ta không cố ý hại các ngươi. Chỉ tại các ngươi ép ta mà thôi. Vậy là mười mấy tiếng đồng hồ cũng trôi qua, tôi liên tục gặp rắc rối. Và có một điều đặc biệt là tôi vô tình đi vào một cái vật thể bay, và nó chiếu một luồng ánh sáng khiến người của tôi biến đổi thành một con quái vật nhện. Sau khi biến đổi, tôi đã đối mặt với một số sinh vật quái dị. Tôi đã phóng độc và khiến cho bọn chúng ngã gục. Tôi lại tiếp tục di chuyển và tiến về phía nam. Đi mãi, thêm mấy chục tiếng nữa, cuối cùng tôi cũng đặt chân tới vùng ấm áp. Các anh yêu ơi, các anh đã tỏ tí tê với em, thì bây giờ em sẽ giết các anh để làm thức ăn nuôi trứng của con chúng ta. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Kỳ lạ,
một con nhện quá phụ khổng lồ. Hả? Con chồng của mụ ta là các anh em của mình. Khốn kiếp, sao các anh em của mình lại dính tới mụ nhện quá phụ đây? À, là một con nhện đực nữa à? Ngươi định chơi sơn ta à? Cầm mồm và chết đi, mụ nhện độc ác. Anh em ơi, cuối cùng tôi cũng đã báo thù cho mọi người rồi. Sao mọi người lại hãm gái để mất mạng thế này chứ? Nhìn kìa thủ lĩnh, thấy được thứ quái vật nhện đã ra tay sát hại đồng đội của chúng ta rồi. Tất cả bao quay, đừng cho thứ này chạy thoát. Hả? Có chuyện gì vậy? Cái quái quỷ gì thế này? Là cái lũ quái thú kinh dị này. Sao các ngươi lại xuất hiện? Lần này còn đông hơn. Các ngươi theo ta làm gì? Ta đã bảo rồi, ta không làm hại, ta không giết ai đồng đội của các ngươi cả. Còn hai thứ quái vật kia, bọn chúng ép ta nên ta mới ra tay mà thôi. Cầm mồm, đến giờ phút này đây mà ngươi còn định chối tội nữa à? Thủ lĩnh, cho hắn một bài học đi, cho hắn biết thế nào là đụng tới quái vật Xunomali của chúng ta không có kết quả tốt. Không, dừng lại đi. Tôi bị ơn mà. Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh dậy. Mau nói cho bọn ta biết tại sao ngươi lại giết chết quái vật Gấu Xunomali của bọn ta chứ? Đây là đâu thế này? Không, tôi không có giết thứ đó. Chỉ tại các ngươi đổ ơn cho tôi mà thôi. To gan thật, ngươi đến khu địa ngục của sở thú Xunomali rồi mà còn dám nói dối nữa hay sao? Nhanh lên, khai mau, nếu không bọn ta sẽ ném ngươi xuống dung nham để cơ thể ngươi bị thiêu đốt trong đau đớn. tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi không có giết đồng đội của các ngươi mà. Làm ơn tin tôi đi. Đúng rồi, hãy thả tôi ra. Chắc chắn tôi sẽ đi tìm được kẻ đã giết chết quái vật gấu gì đó của các ngươi. Bắt hắn chịu tội. Mẹ kiếp, ngươi tưởng bọn ta ngu hay sao? Ngươi định tìm cách trốn khỏi đây chứ gì? Ngươi không thoát được đâu. Này, các cậu, hãy bình tĩnh đi. Thứ quái vật nhện này 3 lần 4 lượt dù có sắp chết cũng không nhận tội. Tôi nghĩ có lẽ hắn nói đúng, hắn không phải là kẻ giết chết quái vật gấu của chúng ta đâu. Đúng đó, mấy người chỉ hiểu lầm tôi thôi. Hãy cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ. Nhưng người của tôi bị mấy người đánh gãy hết rồi. Bây giờ làm sao tôi có thể di chuyển được đây? Được rồi, ta sẽ ban cho ngươi một nguồn năng lượng mới để ngươi biến thành một quái vật nhện Xunomali, đủ sức mạnh để đi tìm cái hung thủ giết chết đồng đội của bọn ta. Cái quái quỷ gì thế này? Cơ thể của tôi còn chống cách tạm hơn. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ đi tìm hung thủ, lấy lại sự công bằng cho tôi trước đã. Sau khi may mắn thoát chết khỏi tay của một bầy quái vật kỳ lạ, thì tôi lại biến đổi một lần nữa. Tôi giữ lời hứa với bọn chúng, nhanh chóng đi khắp mọi nơi để tìm kiếm kẻ đã giết chết quái vật gấu Xunomali. Tôi đi về hướng sa mạc, rồi đi về hướng thảo nguyên, nhưng không tìm thấy. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ ròng rã, tôi chợt nghĩ ra tại sao tôi không quay lại về vùng băng tuyết, nơi mà tôi thấy quái vật gấu đã chết. Có lẽ hung thủ đang ở đó. Hả? Mẹ kiếp, thêm một thứ quái dị gì dám xuất hiện trên lãnh thổ của ta thế này? Bọn ngươi chán sống hay sao? Ngươi muốn giống như tên trước bị ta bẻ cổ chết hay sao? Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi đã giết chết một quái vật là quái vật gấu Xunomali. Ta không quan tâm thứ đó là gì. Kẻ nào đặt chân vào lãnh thổ của ta, dù là thần thánh hay ma quỷ, đều bị ta xé xác. Lần này đúng lúc ta đang đói bụng, ta muốn nếm thịt thứ quái gì như các ngươi một lần nữa. Chết tiệt, sao bao nhiêu cơ cô, cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi rồi. Thứ quái vật băng tuyết màu đỏ này, ngươi chính là hung thủ đã giết chết thứ quái vật gấu Xunomali đó. Đổ thừa cho ta, khiến ta mém nữa thì mất mạng. Được rồi, ta sẽ nhanh chóng bắt ngươi đem về sở thú Xunomali cho ngươi chịu tội. Ngươi đòi bắt ta, vậy thì hãy cảm nhận hơi thở băng giá của ta trước nè.
mẹ kiếp, thôi quá, thôi không chịu rồi. Vậy thì ngươi đừng có trách ta độc ác, ta sẽ phun độc cho ngươi chết tại chỗ luôn. Cuối cùng cũng đã giết chết tên hung thủ, nhanh chóng về báo cáo cho thủ lĩnh sở thú Zunomaly thôi.